Công nghệ gì giúp thang máy ở đập Tam Hiệp nâng tàu 3.000 tấn? Bằng cách áp dụng nguyên lý khoa học, thang máy nâng tàu lớn nhất thế giới tại đập Tam Hiệp có thể di chuyển các tàu với tốc độ nhanh hơn và tốn ít năng lượng hơn. Đập Tam Hiệp, một công trình trên dòng sông Dương Tử tại Trung Quốc, là một trong những dự án kỹ thuật đồ sộ nhất thế giới, được hoàn thành năm 2006, sử dụng tới 37 triệu M3 bê tông. Thành phần cuối cùng trong khu phức hợp đập Tam Hiệp được hoàn thành vào cuối năm 2016 là một thang máy nâng tàu lên xuống The Sydney, độ cao 113 mét, trọng tải lên tới 3.000 tấn. Thang máy nâng tàu ở đập Tam Hiệp, Trung Quốc. Thang máy áp dụng nguyên lý về lực đẩy mà nhà khoa học Hy Lạp Archimedes đã đề ra cách đây hơn 2.000 năm. Nguyên lý Archimedes rất đơn giản, trọng lượng của một vật nổi là bằng trọng lượng của nước mà nó chiến trổ. Thang máy giúp nâng hạ tàu ở độ cao 113 mét chỉ trong 10 phút. Cấu trúc bên trong thang máy sẽ có hai khoang giống hệt nhau chứa nước. Hai khoang này sẽ ở trạng thái cân bằng khi lượng nước tương đương nhau. Khi có tàu thuyền vào thang máy, khoang còn lại sẽ được bổ sung thêm nước để có trọng lượng tương đương. Lúc này hai khoang vẫn ở trạng thái cân bằng. Nếu giúp bớt nước ở một trong hai khoang, thì khoang đó sẽ từ từ được nâng lên. Tất nhiên, một hệ thống thiết kế để nâng được tàu lên tới 3.000 tấn thì sẽ phức tạp hơn. Việc nâng và hạ tàu cần có sự hỗ trợ của dây cáp, động cơ, cũng như công nghệ dừng thang máy an toàn và đối trọng bê tông giữ cho hệ thống cân bằng. Tập đoàn Tam Hiệp của Trung Quốc, công ty thiết kế thang máy cùng với các kỹ sư Đức, cho biết thang máy giúp tăng năng lực vận chuyển, tăng lưu lượng hàng hóa và hành khách trên sông, giảm khí thải carbon, giảm thời gian di chuyển qua đập Tam Hiệp và tiêu tốn ít năng lượng. Video cận cảnh quá trình thang máy nâng tàu ở đập Tam Hiệp, Trung Quốc. Để so sánh, một con tàu qua đập nếu đi theo hệ thống nâng hạ thủy lực được gọi là tàu thang 5 tầng, sẽ mất từ 3 đến 4 giờ thì The Sydney chỉ mất 8 phút. Không phải Vũng Tàu hay Đà Lạt, đây mới là quán quân, làng du lịch Việt dịp Tết, đón hơn 595.000 lượt khách, có gì mà lại hot tới vậy? Theo số liệu thống kê, địa điểm này đón tới 595.000 lượt khách du lịch trong suốt 9 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán. Dịp Tết Con Hổ năm 2022, cộng đồng mạng liên tục xôn xao trước loạt cảnh khắp các điểm đến nổi tiếng khắp Việt Nam đông nghẹt khách du lịch, cháy hết phòng khách sạn, quán xá phun kín bàn phải chờ đợi mới tới lượt. Thậm chí, tại nhiều nơi như Đà Lạt hay Vũng Tàu còn gặp tình trạng khách không có chỗ lưu trú phải dựng lều, trải mền nằm ngủ ngoài đường. Thực sự, tất cả những điều kể trên có thể xấu xí trong mắt nhiều người nhưng lại là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy du lịch Việt đang có dấu hiệu hồi sinh tích cực giữa đại dịch. Một số cư dân mạng lên tiếng phê phán nhiều du khách vì tự dưng lại đâm đầu đi du lịch ngày Tết để tự rước khổ vào mình. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, lễ Tết ở Việt Nam xưa nay vốn là dịp bạn bè, gia đình có thời gian gặp mặt sau chuỗi ngày dài làm lụng, học tập vất vả. Chính vì vậy, chẳng còn dịp nào phù hợp hơn Tết Nguyên Đán để kéo vali đi du lịch một chuyến cùng nhau. Theo thống kê, trong 9 ngày Tết từ 29/1 đến 6/2, ngành du lịch Việt Nam đã đón và phục vụ khoảng 6,1 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt hơn 25.000 tỷ đồng. Trong số hàng loạt địa điểm nổi bật, Tây Ninh chính là tọa độ đón lượng khách đông nhất với 595.000 lượt người ghé thăm. Thay vì đi Vũng Tàu tắm biển hay lựa chọn lên Đà Lạt hóng mát, nhiều hộ gia đình và nhóm bạn lại quyết định đưa Tây Ninh vào checklist địa điểm cần du xuân đầu năm. Có thể nói, đây là tọa độ du lịch tâm linh hot nhất miền Nam và cả nước nói chung trong dịp Tết Nhâm Dần vừa qua. KDL núi Bà Đen là nơi thường được người miền Nam lựa chọn thăm thú trong những dịp lễ Tết. Phần lớn du khách đến Tây Ninh đều thăm viếng núi Bà Đen, ngọn núi mệnh danh là nóc nhà của Nam Bộ. Tại đây, nhiều người đã ghé chùa Bà và chùa Hang để cầu bình an, cúng bái dịp đầu năm. Số khác lại ngồi cáp treo lên thẳng đỉnh núi tham quan, ngắm cảnh và chụp hình sống ảo. Cáp treo lên thẳng đỉnh núi Bà Đen là lựa chọn của nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ khi đến Tây Ninh. 6,1 triệu lượt khách nội mang hơn 1 tỷ đô la Mỹ về cho ngành du lịch trong 9 ngày nghỉ Tết. Quán quân hút khách là địa phương nào? Trong 9 ngày nghỉ Tết, lượng khách du lịch nội địa đã vượt số khách cả tháng 12 năm 2021 5,2 triệu lượt và không kém nhiều lượng khách nội địa trong tháng 1 năm 2020 7,3 triệu lượt thời điểm trước dịch bệnh COVID-19. Trong 9 ngày Tết từ ngày 29 tháng 1 năm 2022 6 tháng 2 năm 2022, ngành du lịch đã đón và phục vụ khoảng 6,1 triệu lượt khách nội địa, trong đó có 3,2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch, tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 25.000 tỷ đồng. Đặc biệt, trong 9 ngày nghỉ Tết, lượng khách du lịch nội địa đã một số điểm đến có lượng khách tăng đột biến, vượt hoặc xấp xỉ lượng khách dịp Tết Canh Tí 2020. Tây Ninh là địa phương đón lượng khách lớn nhất với 595.000 lượt khách. Công suất phòng lưu trú khoảng 65%. Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, ngày 1 tháng 2, mùng 1 Tết, số lượng khách đến tham quan khu du lịch này đạt gần 5.000 người. Những ngày tiếp theo, con số này tăng đột biến lên từ 50.000 đến gần 100.000 du khách. Trong đó, ngày 4 tháng 2, mùng 4 Tết có hơn 50.000 du khách và ngày 5 tháng 2, mùng 5 Tết, số khách đến tham quan tăng gần 100.000 người. Tính đến hết mùng 5 Tết, du khách đến khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đạt 244.720 người, tăng hơn 20.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Khung cảnh đông một thợ ở Núi Bà Đen Tây Ninh dịp Tết vừa qua. Bà Rịa Vũng Tàu đón khoảng 420.000 lượt khách, tổng thu đạt 358 tỷ đồng, công suất khách sạn 3, 5 sao đạt 97%. Tỷ lệ kín phòng ở các địa phương trọng điểm du lịch như TP.
Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, Côn Đảo, đất đỏ đạt trên 95% công suất, trong đó phân khúc cao cấp từ 3 sao trở lên đạt trên 97%, phân khúc còn lại đạt khoảng 80-85%. Lâm Đồng đón gần 300.000 lượt khách đến tham quan, trong đó có hơn 120.000 lượt khách có lưu trú qua đêm, tăng trên 128,9% so với cùng kỳ năm ngoái, công suất cơ sở lưu trú du lịch đạt trên 95%. Quảng Ninh đón khoảng 290.000 lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu khoảng 400 tỷ đồng, công suất khách sạn 4, 5 sao đạt 80-90%. Khu di tích danh thắng Yên Tử đón khoảng 4.000 lượt khách, đền thờ ông thành phố Cẩm Phả đón trên 5.000 lượt khách. Dự kiến, Quảng Ninh sẽ đón 200.000-250.000 lượt khách đến các điểm du lịch, cơ sở dịch vụ, tập trung vào các điểm du lịch văn hóa tâm linh, vịnh Hạ Long. Lào Cai đón khoảng 86.000 lượt, trong đó Sapa đạt 74.388 lượt khách du lịch. Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, tỷ lệ đặt phòng hiện tại ở các khu, điểm du lịch của Lào Cai và đặc biệt tại Sapa đã đạt khoảng 90% công suất. Trong đó, phân khúc cao cấp từ 3 sao trở lên đạt 100% trong các ngày mùng 2 tháng 4 Tết tức các ngày 2 tháng 4 tháng 2 năm 2022, các phân khúc còn lại đạt trên 70%. Ba trung tâm du lịch lớn là TP, Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng cũng tương bừng đón khách. TP, Hồ Chí Minh đón 280.000 lượt khách, trong đó khách đến các điểm tham quan 200.000 lượt, tổng thu đạt 3.100 tỷ đồng, trong đó doanh thu tại các khu điểm du lịch đạt khoảng 140 tỷ đồng, công suất phòng tại các khách sạn 4, 5 sao khoảng 40-45%. Trên địa bàn Hà Nội, tại các điểm tham quan du lịch, bảo tàng, công viên được mở cửa với nhiều hoạt động đã thu hút khách du lịch nội địa. Tiêu biểu như Tản Đà Spa Resort, khu du lịch Ao Vua, Vườn Thú Hà Nội, điểm làng nghề sinh vật cảnh. Khách du lịch chủ yếu là khách người dân thủ đô đi du xuân và khách đến từ một số các tỉnh thành lân cận như Hà Nam, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Ước tính, trong 9 ngày Tết Nguyên đán, thủ đô Hà Nội đón khoảng hơn 105.000 lượt khách, công suất sử dụng phòng đạt 22,4%. Đà Nẵng đón 35.000 lượt khách, tăng 16,71% so với cùng kỳ 2021, trong đó khách lưu trú 25.500 lượt, tăng gấp 6 lần so cùng kỳ. Tổng số chuyến bay nội địa đến Đà Nẵng đạt 404 chuyến. Nghỉ dưỡng biển đảo là một sản phẩm thu hút khách du lịch nội địa dịp nghỉ Tết năm nay. Kiên Giang đón 98.000 lượt khách, công suất sử dụng phòng khoảng 56,3%, riêng Phú Quốc có 79.000 lượt khách, công suất sử dụng phòng đạt 71,3%. Khánh Hòa đón 98.610 lượt khách, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 524 tỷ đồng. Công suất các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt hơn 72,8%, phân khúc cao cấp 4, 5 sao gần như cháy phòng. Từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán, khu du lịch Thác Bà đón hơn 6.000 du khách, khu du lịch Hòn Trồng đón khoảng 2.000 du khách. Riêng số người dân địa phương đến dân hương là 20.000 lượt người. Tính chất dị thường của Tả quân Lê Văn Việt qua góc nhìn nhà sử học hàng năm 1763 đến năm 1832. Vùng đất phương Nam ghi dấu công lao của người hùng Lê Văn Việt. Ông là một trong ba vị quan tổng trấn thành gia đình có uy tín và được dân yêu kính, tôn sùng dù tính cách có phần lập dị. Nguồn gốc của thành gia đình, theo sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng năm 1820 đến năm 1841 của nhà sử học Hàn Quốc Seo Yu-uk do Onega và nhà xuất bản Hà Nội ấn hành, gia đình thành được thành lập vào năm 1808, sau thời gian triều đình Hố lập ra Bắc Thành với bộ máy hành chính được giao cho các võ quan và củng cố quyền lực bằng vai trò của người Hoa đình cư tại đây. Nguyễn Văn Nhân được chỉ định làm quan tổng trấn đầu tiên của thành gia đình. Sau này, Nguyễn Minh Đức và Lê Văn Việt kế nhiệm. Quan phó tổng trấn gia định thành có thể xác định Trương Tiến Bảo quê Vĩnh Long và Trần Văn Năng quê Khánh Hòa. Hai hiệp trấn là Trịnh Hoài Đức và Ngô Nhân Tịnh lần lượt quê ở trấn Biên Hòa và Kiên An thuộc Nam Bộ. Ban đầu quyền lực của quan tổng trấn thành gia định cũng tương tự như viên quan đồng chức ở miền Bắc, nhưng trên thực tế phạm vi quyền lực sau đó lớn hơn vì còn chịu trách nhiệm thanh sát và kiểm soát nước láng giềng Chân Lạp, đồng thời tạo nguồn thu thuế cho triều đình trong các hoạt động giao thương làm ăn ra bên ngoài. Tổng trấn thành gia định Lê Văn Duyệt là người có tài nhưng tính cách cũng có nhiều điều phải bàn tới, thậm chí tác giả cho Điêu Úc còn cho là dị thường. Sách đã dẫn tiết lộ, những thuộc hạ và binh lính bình thường không thể nói chuyện với ông. Ngay cả đồng như cũng thường không dám nói chuyện vì ông quá cứng rắn, lạnh lùng. Vào năm 1801, khi nghĩa quân Tây Sơn sát hại Tống Viết Phúc, một đồng sự mà ông rất yêu mến có tin là Lê Văn Duyệt đã cuồng nộ đến mức giết bất cứ binh lính Tây Sơn nào ông gặp, cho đến khi Nguyễn Phúc Ánh cửa trách ông về sự hung tợn này. Tuy nhiên, trong các tài liệu của Nam Bộ thì tính cách của Tả quân Lê Văn Việt được mô tả ôn hòa hơn. Đến thăm Sài Gòn năm 1825, Michel Bích trên đồ viết, ông ta tước Lê Văn Việt là người rất tài năng cả trên chiến trường và trong lĩnh vực quản lý. Dân chúng sợ ông nhưng rất yêu mến ông thực lòng, vì ông là người công bằng. Nơi thờ cúng và phần mộ Tả quân tại thành phố Hồ Chí Minh có đông người dân, du khách đến thăm viếng mỗi ngày và nơi đây rất nghiêm trang, tôn kính ông.
Sau này Phan Thúc Trực một nho sĩ người Nghệ An cũng cố gắng đưa Tả Quan Tổng Trấn Thành gia định Lê Văn Duyệt, rằng Tả Quân đánh cho đến chết và tùy tiện chém đầu các quan lại cao cấp ở địa phương, cùng nhiều thói quen dị thường khác của Tả Quân cũng được sách sử đã dẫn ghi lại. Ông nuôi 30 người thuộc bộ tộc thiểu số vùng núi để phục dịch, cùng 100 con gà và 100 con chó. Cứ mỗi khi ông về nhà đều có một con hổ và 50 con chó đi theo. Trong nhiều câu chuyện kể về Nam Bộ, Lê Văn Duyệt từng hiện ra trong giấc mơ của Nguyễn Trung Trực, lãnh tụ phong trào chống Pháp ở Nam Bộ trong thập niên 60 của thế kỷ 19 và chỉ dẫn ông cách đánh bại kẻ thù, Thái Bạch, bốn vị anh hùng, kháng chiến miền Nam, tủ sách sống mới, Sài Gòn 1957. Tổng Trấn Thành gia định Lê Văn Duyệt còn là người mê, trò gà kinh khủng, mê tới mức ông dám từng tấu Trình Hài Hước trước vua Gia Long về lợi ích của trò tiêu khiển này. Trang phục ông cũng khá dị hợm, không chỉ đơn giản mà còn rất bẩn thỉu, mặt nhìn giống như áo quần của những người nghèo khổ nhất, tác giả cho yêu ước kể trong sách đã dẫn. Tại sao Tổng Trấn Thành gia định Lê Văn Duyệt còn có tên gọi khác là Tả Quân? Giải tỏa thắc mắc này, sách Vùng Đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng năm 1820 đến năm 1841 của Cho Điên Ước lý giải như sau: việc dân chúng gọi Lê Văn Duyệt là Tả Quân trưởng cơ cho thấy điều gì đó thuộc về tính cách cá nhân của ông. Đầu tiên, Lê Văn Duyệt được phép tham gia hoạt động quân sự vào năm 1787 và tự chia tập binh lính cho riêng mình. Năm 1802, ông được thăng chức trưởng cơ Tả Quân. Dưới sự chỉ huy của ông, cùng năm đó Tả Quân bao vây Thăng Long. Trên thực tế, với các tướng lĩnh gia đình quyết liên minh với chính quyền, hành động chung của các binh sĩ và dân chúng gọi viên tướng chỉ huy bằng chính tên gọi lực lượng quân đội mà ông ta thống lĩnh. Sau những biến cố buộc Tổng Trấn Bắc Thành Nguyễn Văn Thành phải uống thuốc độc tự tử, suốt thời gian còn lại cai trị của Gia Long, Tổng Trấn Thành gia định Lê Văn Duyệt luôn là một trong số ít người được triều đình tin cần nhất. Thậm chí, giây phút vua Gia Long lâm chung, chỉ có Lê Văn Duyệt và quan văn Phạm Đăng Hưng của gia định được phép đến bên giường để nghe lời trang trốn. Vị vua sắp tả thế đã ban cho Tả Quân quyền chỉ huy ngũ quân đô thống, tác giả cho điêu ước thuật lại. Sau khi lên ngôi thay vua cha, vua Minh Mạng lại tiếp tục từ nhiệm Tả Quân trưởng cơ Lê Văn Duyệt làm Tổng Trấn Thành gia định cho đến khi ông qua đời. Để tưởng thưởng những đóng góp của Lê Văn Duyệt, nhà vua còn ban tặng đai ngọc đích quý cho ông, đặc biệt nhất là con nuôi của Tổng Trấn Thành gia định còn được vua Minh Mạng nhận làm phò mã. Thể thao bóng đá Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam giành tấm vé lịch sử dự World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam tạo nên bước ngoặt lịch sử cho bóng đá nước nhà khi giành vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 ở trận play-off với Đài Bắc Trung Hoa 6 tháng 2 năm 2022. Bước vào trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam chịu áp lực nặng nề hơn khi buộc phải thắng, còn Đài Bắc Trung Hoa chỉ cần một kết quả hòa là đủ để vượt qua vòng play-off, giành vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung thắng Thái Lan 2-0, trong khi Đài Bắc Trung Hoa hạ đối thủ này 3-0. Đội tuyển nữ Việt Nam đỏ hạ Đài Bắc Trung Hoa 2-1 và giành tấm vé lịch sử tới đấu trường World Cup. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam lại có lợi thế được nghỉ nhiều hơn 2 ngày so với đối phương và có lực lượng ổn định hơn, do Đài Bắc Trung Hoa có đến 6 cầu thủ nhiễm COVID-19 và không thể ra sân. Mọi chuyện khởi đầu vô cùng thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung, khi ngay ở phút thứ 7, trung vệ Trương Thị Kiều trong pha lên tham gia tấn công, đã đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam. Sau đó, chúng ta duy trì sức ép lên phần sân Đài Bắc Trung Hoa, nhưng không thể ghi thêm bàn nào trong 45 phút đầu tiên. Bước vào hiệp 2, Đài Bắc Trung Hoa dồn đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Phút 50, họ thành công nhờ bàn thắng của Suu Suan. Nếu tỷ số này được duy trì cho đến hết trận, đội bóng áo trắng là những người có vé World Cup chứ không phải Việt Nam. Các cô gái Việt Nam tạo nên kỳ tích trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần. Tuy nhiên, các cô gái áo đỏ không để tỷ số bất lợi kéo dài quá lâu. Đúng 6 phút sau khi bị gỡ hòa, Đức Thủy chạy chỗ thông minh đón cú phất bóng vào vòng cấm của đồng đội, trước khi xử lý gọn gàng và dứt điểm chính xác, đưa tuyển nữ Việt Nam vươn lên dẫn 2-1. Trong những phút còn lại, Đài Bắc Trung Hoa dâng cao tấn công nhưng không thể chiến thắng được sự vững vàng của hàng thủ tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta cũng có một số cơ hội để gia tăng cách biệt, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Tỷ số 2-1 được giữ cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Các cô gái Việt Nam vỡ òa, ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc khi lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở một vòng chung kết World Cup. Công nghệ gì giúp thang máy ở đập Tam Hiệp nâng tàu 3.000 tấn? Bằng cách áp dụng nguyên lý khoa học, thang máy nâng tàu lớn nhất thế giới tại đập Tam Hiệp có thể di chuyển các tàu với tốc độ nhanh hơn và tốn ít năng lượng hơn. Đập Tam Hiệp, một công trình trên dòng sông Dương Tử tại Trung Quốc, là một trong những dự án kỹ thuật đồ sộ nhất thế giới, được hoàn thành năm 2006, sử dụng tới 37 triệu M3 bê tông. Thành phần cuối cùng trong khu phức hợp đập Tam Hiệp được hoàn thành vào cuối năm 2016 là một thang máy nâng tàu lên xuống The Sydney, độ cao 113 mét, trọng tải lên tới 3.000 tấn. Thang máy nâng tàu ở đập Tam Hiệp, Trung Quốc, thang máy áp dụng nguyên lý về lực đẩy mà nhà khoa học Hy Lạp Archimedes đã đề ra cách đây hơn 2.000 năm. Nguyên lý Archimedes rất đơn giản, trọng lượng của một vật nổi là bằng trọng lượng của nước mà nó chiếm chỗ. Thang máy giúp nâng hạ tàu ở độ cao 113 mét chỉ trong 10 phút. Cấu trúc bên trong thang máy sẽ có hai khoang giống hệt nhau chứa nước. Hai khoang này sẽ ở trạng thái cân bằng khi lượng nước tương đương nhau. Khi có tàu thuyền vào thang máy, khoang còn lại sẽ được bổ sung thêm nước để có trọng lượng tương đương. Lúc này hai khoang vẫn ở trạng thái cân bằng.
Nếu giúp bơm nước ở một trong hai khoang, thì khoang đó sẽ từ từ được nâng lên. Tất nhiên, một hệ thống thiết kế để nâng được tàu lên tới 3.000 tấn thì sẽ phức tạp hơn. Việc nâng và hạ tàu cần có sự hỗ trợ của dây cáp, động cơ, cũng như công nghệ dừng thang máy an toàn và đối trọng bê tông giữ cho hệ thống cân bằng. Tập đoàn Tam Hiệp của Trung Quốc, công ty thiết kế thang máy cùng với các kỹ sư Đức, cho biết thang máy giúp tăng năng lực vận chuyển, tăng lưu lượng hàng hóa và hành khách trên sông, giảm khí thải carbon, giảm thời gian di chuyển qua đập Tam Hiệp và tiêu tốn ít năng lượng. Video cận cảnh quá trình thang máy nâng tàu ở đập Tam Hiệp, Trung Quốc. Để so sánh, một con tàu qua đập nếu đi theo hệ thống nâng hạ thủy lực được gọi là cầu thang 5 tầng, sẽ mất từ 3 đến 4 giờ thì the ship lift chỉ mất 8 phút. Không phải Vũng Tàu hay Đà Lạt, đây mới là quán quân, làng du lịch Việt dịp Tết, đón hơn 595.000 lượt khách, có gì mà lại hot tới đây.